Nhà hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin về cái kết quả trận đấu giữa đội tuyển Indonesia gặp đội tuyển Curaçao. Hiện tại bây giờ tới phút thứ 23 thì đội tuyển Indonesia đã có bất ngờ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước Curaçao, một cái đội bóng được đánh giá cao hơn rất là nhiều so với Indonesia, với một cái pha là dàn xếp ném biên và một cái cú đánh đầu của tiền đạo Indonesia hạ gục được cái thủ môn của phía Curaçao ở phút thứ 23, giúp Indonesia vươn lên dẫn trước Curaçao, một cái đối thủ xếp ở hạng 84 thế giới, cao hơn cả Việt Nam của chúng ta 96. Còn Indonesia thì họ là 155 thế giới nha. Và đây là một cái kết quả có thể nói là tạm thời là đang còn nói là chấn động đấy quý vị, chấn động bóng đá của thế giới đấy. Và không biết là những cái phút còn lại thì Curaçao họ sẽ phản ứng như thế nào sau khi mà để cho Indonesia có bàn thắng vươn lên dẫn trước, dẫn ngược với tỷ số là 2-1. Đây là một cái kết quả rất là bất ngờ, và có thể nói là nếu như vậy thì Indonesia họ sẽ được cộng một cái số điểm rất là lớn từ cái trận thắng với một cái đối thủ là được đánh giá cao hơn họ rất là nhiều nha quý vị, trên bảng xếp hạng FIFA đấy. Và điều này thì là một cái điều mà Việt Nam của chúng ta không mong muốn tí xíu nào. Chúng ta không muốn Indonesia họ bắt được cái điểm số nào ở trên bảng xếp hạng để mà đuổi thu hẹp cái khoảng cách với lại là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta trên bảng xếp hạng FIFA. Và bây giờ Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn thương Thai TV thì hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một lượt đăng ký kênh để phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát live stream thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.